Sau dịch bệnh thì thiên tai cũng là một trong những vấn đề được rất nhiều người dân trên khắp các nước của thế giới quan tâm trong thời điểm này khi mà có quá nhiều những hiện tượng thời tiết cực đoan đã diễn ra trong năm nay. Và mới đây thì vào ngày 25 tháng 10, nhà chức trách Bangladesh cho biết cơn bão Sichuan đã đổ bộ vùng ven biển của nước này, làm ít nhất là 16 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, làm bật nhiều gốc cây, gây gián đoạn giao thông, mất điện và thông tin liên lạc. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng do cây đổ. Ngoài ra, có hai người thiệt mạng do thuyền chìm trong bão trên sông Yamuna ở miền Bắc. Nhiều đợt sơ tán lớn trước khi bão Sichuan đổ bộ bờ biển phía Tây đã giúp cứu sống nhiều người. Tuy nhiên, quy mô thiệt hại về người và tài sản sẽ chỉ được báo cáo sau khi liên lạc được khôi phục. Mưa to và gió lớn khiến các con phố biến thành sông. Tôi không thể di chuyển xe xích lô của mình. Việc di chuyển rất khó khăn nên chúng tôi phải đứng hàng tiếng đồng hồ ở dưới đường. Bão Sichuan từ vịnh Bengal đổ vào Bangladesh sáng sớm ngày 25 tháng 10 với gió giật lên tới 88 km/h và sóng dâng cao hơn 3 mét gây ngập lụt các khu vực trũng ven biển. Mưa lớn trút xuống phần lớn đất nước, gây ngập lụt các thành phố Dhaka, Khulna và Bariso, những nơi ghi nhận lượng mưa lên tới 324mm trong ngày 24 tháng 10. Khoảng 10 triệu người tại 15 huyện ven bờ biển rơi vào cảnh mất điện, trong khi trường học đóng cửa tại các khu vực miền Nam và Tây Nam.